Chào anh chị và các bạn quay lại với kênh Tiếng Anh Grabbyte. Thì có một bạn hỏi anh làm video về chữ R và R trong tiếng Tây Ban Nha đi. Thì hôm nay tôi xin phép là mang tính chất là chia sẻ những cái hiểu biết hạn chế tôi về cái chữ R này. Đấy. Thì thực ra chữ R này thì nó không những ở trong tiếng Tây Ban Nha đâu, ở trong tiếng Pháp hay tiếng Đức nó cũng rất là đặc thù. Ví dụ ở trong tiếng Pháp, cái từ ở trong tiếng Việt mình hay gọi là Ribery, cầu thủ Ribery, thì trong tiếng Pháp là Ribery đấy. Thế còn ở trong tiếng Đức nó kiểu như ví dụ từ bố đấy ở trong tiếng Đức. Thế còn ở trong tiếng Tây Ban Nha thì hôm nay tôi sẽ làm về chữ R, mà chữ R R thì chữ R đơn thì nó tính chất là R đấy. Thế còn hai chữ R nó đi cùng với nhau này, R đấy, thì nó sẽ đúc đúc P R, đấy, R. Thì tôi sẽ làm một cái ví dụ. Thì tôi sẽ mang tính chất là nó giải thích nó gọn gàng, nhẹ nhàng lắm. Thì nếu mà có chữ R, một chữ R thì chúng ta đọc nhẹ thôi, nhẹ. Thế còn có hai chữ R đi cùng nhau mà nó đứng giữa này thì chúng ta R rung ở đầu nữa này, rung rinh rõ ràng, cái kiểu kiểu như vậy. Thì tôi sẽ ví dụ minh họa vài từ tiếng Tây Ban Nha. Ví dụ có một từ sẽ là pero là nhưng đấy, nhưng mà có hai từ R thì là pero. Pero đầu tiên sẽ là nhưng pero thứ hai sẽ là con chó đấy, hoặc là pera, hoặc là pera 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 thì là quả lê. Thế còn pera là con chó cái ở trong tiếng Tây Ban Nha, pera con chó cái. Hoặc là caro, hoặc là caro caro thì là nhưng, còn caro thì là ô tô đấy. Hoặc là afuera, có một chữ r afuera đấy. Còn là raro, raro thì là hiếm đấy, raro đấy. Thì là nguyên tắc thì tôi thấy nó đơn giản thôi. Ví dụ có một chữ R thì mình R nhẹ thôi. Thế còn có hai chữ R cùng với nhau thì R ở cái đầu lưỡi mình khoảng 2-3 lần, R R R R R R rõ ràng ấy. Kiểu như tiếng Việt chúng ta vậy thôi. Nhiều khi nhiều người cần đọc đọc là rõ ràng, rõ ràng. Thì tôi cũng thế, nhiều khi tôi cũng bị ngọng cái từ đấy, rõ ràng. Nhưng mà có rất nhiều vùng như vùng Nam Định thì họ sẽ có chữ R nó rõ ràng, rung rinh R R R đấy. Thì cứ một chữ R thì R nhẹ thôi, còn hai chữ R thì R mạnh và kéo dài lên một chút, R Pero Pera Kiero Kiero thì nó có một chữ R thôi nhưng mà mình nhấn mạnh Piero à, Kiero đấy. Afuera hoặc là ma Maron Maron R R R cứ rung 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 rinh ở đầu lưỡi nhiều vào thì nó sẽ thành cái thói quen. Và một cái điểm nữa rất là quan trọng, ví dụ là khi người ta muốn nhấn mạnh một điều gì đó thì người ta sẽ có một chữ R thì người ta cũng R. Tôi sẽ ví dụ là cái R T đấy, người ta cũng rung rung để người ta nhấn mạnh cái từ đó đấy. Ở trong tiếng Tây Ban Nha có nhiều cái cũng hay, kiểu như ví dụ cái lindo, cái ôi cái này đẹp quá, cái này tuyệt quá đấy, hoặc cái art, cái này nghệ thuật quá chẳng hạn đó. Thì đơn giản là một chữ R thì là R nhẹ, còn hai chữ R thì là R 2-3 lần cũng được, và là kéo dài ra R R R R đấy, được không? Và thỉnh thoảng người ta có một cái câu cảm thán nào đó, cái art thì người ta cũng nhấn mạnh một từ R nhưng người ta cũng R cũng được,